Nào bây giờ chúng ta tới một cái phần rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn nữa. Như tôi nói là trong chương kế thừa thì là chương quan trọng, còn trong chương kế thừa đó thì cái mục này của nó thì lại là một quan trọng và mục sau nữa. Nhưng mà phim này thì lại là chắc không dài, ngắn, tại vì tôi chỉ hướng dẫn đúng cái kỹ thuật tổ chức thôi, còn nhiệm vụ phát triển nó ra đó thì các anh chị là cái này là đồ nghề riêng của mỗi người nha. Tôi sẽ đặt tên cho cái phần này, cái project này á, là chúng ta là cái lớp xử lý đối tượng, đúng không ạ? Cái kế thừa này, cái lớp đối tượng, lớp xử lý đối tượng, dùng chung, lớp xử lý đối tượng dùng chung nha. Mục tiêu của cái phần này là làm chuyện gì? Rất là đơn giản thôi. Mục tiêu của phần này á, là chúng ta thấy rằng là cái vấn đề đặt ra là chúng ta cái vấn đề này không ạ? Là chúng ta thấy là các lớp như là xử lý môn học, xử lý khối, xử lý lớp, rồi là xử lý học sinh, vân vân. Nó có rất nhiều, nó sẽ có rất là nhiều cái phần chung, cái phần xử lý chung, đúng chưa? Nó có rất là nhiều phần xử lý chung mà các phần này lại phải lặp đi lặp lại trong từng lớp. Cái này thì tôi nghĩ các anh chị đã xuất hiện cái nhu cầu rồi, và trong cái môn cái thiết kế phần mềm thì là chưa nói, tôi chưa nói, nó phải đủ cái độ nào đó tôi phải nói, có thể nói trong cái phim online tôi phải nhắc nhở chút đỉnh, chứ còn offline tôi không có dạy nha. Và dẫn đến là sao đây, là chúng ta sẽ xây dựng một cái lớp xử lý đối tượng, xây dựng cái lớp xử lý đối tượng, không ạ? Cho phép các lớp trên kế thừa. Kỹ thuật nó rất là đơn giản vậy thôi, nhưng mà cụ thể nó là như thế nào kế thừa thì lúc này thì nó sẽ dẫn đến là chúng ta sẽ tạo ra những cái lớp nhanh, đến là tạo lập các lớp nhanh, rất là nhanh, nghe không ạ? Thì tạo nó như thế nào đây, thì trong cái xử lý đối tượng của chúng ta nó sẽ có những cái biến thành phần và cái hàm thành phần, thì nó gồm có những cái hàm nào. Ở đây tôi mới sắp xếp, tôi ôn tập lại luôn, vừa nói vừa ôn tập luôn nữa. Chúng ta tạo ra một cái class tên là xử lý đối tượng, đó là tổng quát nhất rồi, xử lý đối tượng, nghe không ạ? Trong cái class này tự nhiên là chúng ta tôi quên ha, cái này ép một cái reference trước thì đã, nth.vb, nghe không ạ? Rồi ở đây chúng ta sẽ có là cái import cái nth.vb. Chúng ta sẽ có lúc này là chúng ta mới làm việc lại nè, cái region của chúng ta là gồm có là biến thành phần, nói chung là liên quan đến những cái property luôn nữa. Rồi chúng ta có một cái region là khởi tạo đối tượng, đúng chưa? Rồi nó có nhiều cách khởi tạo. Chúng ta có một cái region là xử lý trên đối tượng á, đây là xử lý, là tạo cho đối tượng khác, nhớ chưa? Còn các anh chị có thể chia cái khởi tạo đối tượng này thành nhiều cái cũng được, nhưng mà nó nói chung là cái độ phát triển của nó ít thôi, là tôi để chung một cái, đúng không ạ? Chúng ta có một cái region là xử lý đọc ghi, đúng không ạ? Trên cái đối tượng gọi là xử lý đọc ghi, được rồi. Rồi chúng ta có một cái region là về là xử lý nhập xuất, đúng không ạ?
Thì bây giờ chúng ta sẽ cố gắng thiết kế cái này làm sao cho nó tổng quát nhất để mà nó có thể sử dụng lại cho từng cái lớp đối tượng khác, phải không ạ? Rồi, tổng quát nhất. Đầu tiên là biến thành phần của nó thì là chúng ta sẽ có là một cái protect. Cái protect này là ý nghĩa để mà nó cho phép kế thừa cho bên ngoài nó vẫn không thấy một cái dữ liệu is data now. Được chưa? Thì cái protect làm cái phần này không thì cũng được, phải không ạ? Làm phần không này cũng được. Nhưng mà chúng ta có thể rằng là chúng ta thêm một cái gì đó để mà nó kế thừa. Thì cái đặc tính chung của mọi cái lớp đối tượng của chúng ta đó là luôn luôn nó có mã số. Chỉ có điều là ở trong đó đó thì mỗi một cái lớp đối tượng thì nó đặt riêng là mã học sinh, là mã gì đó vân vân, nó đặt riêng hơi riêng thì không sao hết trơn. Cái chuyện đó là tên, cái đó người sử dụng họ cũng không có thấy, đúng không ạ? Thì trên cơ sở dữ liệu chúng ta vẫn giữ nguyên là mã học sinh, mã lớp, mã khối, mã gì đó vân vân. Nhưng mà ở đây á, là chúng ta sẽ làm riêng ra một cái property, public cái property. Tôi đặt tên nó là mã số is integer, phải không ạ? Có thể là cái phần này là chúng ta dùng cho read only luôn đi cũng được, nhưng mà thôi chúng ta sẽ sử dụng hai cái này hết trơn. Lúc này chúng ta return cái gì đây? Chúng ta return cái dữ liệu nào? Vấn đề là dữ liệu nào đây? Chúng ta không có cái tên của nó cụ thể, mã lớp học, mã gì đó. Thì một là các anh chị đặt tên chuẩn hết trơn trên cơ sở dữ liệu, các anh chị đặt ID luôn đi cũng được. Còn thôi á, chúng ta dùng một cái quy ước ngầm là chúng ta xem như là cái cột không luôn luôn nó sẽ là cái cột mà liên quan cho đến là cái mã số. Cái phần này thì trong cái chương trước là chúng ta cũng đã có sử dụng cái quy ước này rồi, được không ạ? Đó là một. Thứ hai á, là một cái đối tượng chúng ta sẽ cần có nó cái tên public, đúng không ạ? Property là cái tên đối tượng, tên is a string. Tên này á, thì là có thể rằng là trong khối lớp đồ này nọ đó thì là nó sẽ là cái tên thiệt luôn, nhưng mà đối với học sinh, đối với nhân viên á thì nó lại là phiếu thu, kiểu nào thì là chúng ta cũng quy ước chung hết, đó là cái cột một. Và lúc này các anh chị tạo cơ sở dữ liệu cái nào mà cột một các anh chị hiểu đó là cái tên, phải không ạ? Cái tên tùy chúng ta thôi. Cái lúc đó ví dụ như là đối với một cái phiếu thu á thì cái tên nó không có nghĩa lắm, nhưng mà tên của phiếu thu các anh chị có thể lấy cho nó là cái tên của cái khách hàng cũng được. Thì các anh chị đặt thêm một cái cột tên khách hàng ở trong cái gì đó hay cái gì đó thì tùy, không quan trọng lắm. Còn những cái phần còn lại thì chúng ta không chắc nó là có cái gì hết trơn, do đó chúng ta chỉ đưa hai phần này thôi. Hiểu không ạ? Một cái phần này là đủ để mà chúng ta kế thừa đến ở bất kỳ cái chỗ nào. Rồi bây giờ thử suy nghĩ một chút coi bây giờ nó còn có cái gì nữa đây, cái gì mà chúng ta có thể dùng chung nữa đây, cái gì mà chúng ta có thể dùng chung. À, không phải là dùng chung theo cái nghĩa rằng phải gọi đến, mà dùng chung là đương nhiên là nó có sẵn luôn. Mà dùng chung là những cái phần nào. Thì các anh chị tạo ra được càng nhiều á, thì là chúng ta hễ mà xây dựng một cái lớp sẽ càng nhanh vậy thôi. Nào bây giờ là chúng ta sẽ có một cái hàm nêu khơi khơi, phải không ạ? Nếu khơi khơi không thì không có biết được đâu. Chúng ta sẽ có một cái hàm public subnew. Các anh chị muốn để cái hàm public subnew này là khơi khơi cũng được, nhưng mà public subnew này khơi khơi không á thì không biết là nó tương ứng với lại là cái bảng nào, không biết, đúng không ạ? Do đó là chúng ta sẽ có một cái hàm public subnew. Ở đây là chúng ta sẽ có một cái chuỗi lệnh luôn cũng được, new nó với lại một cái chuỗi lệnh, đúng không ạ? Các anh chị có thể nuôi nó với một cái chuỗi lệnh. Cái đối tượng này là tổng quát. Còn không thôi là tôi làm đơn giản đi nha, để các anh chị khó hiểu. New nó với lại một cái tên bảng, tức là một đối tượng mới của một cái bảng á. Đối tượng mới của một cái bảng là một cái hàm, đúng không ạ? Đối tượng mới, cái hàm này tức là hàm này cho ra cái đối tượng mới của một cái bảng ra nha. Hoặc là chúng ta dùng hàm public subnew với một cái dòng is data now, và để khỏi chúng ta lặp lại đó. Cái này là new với một đối tượng đã có sẵn rồi. Nếu mà xét về mặt cái cơ sở dữ liệu, chúng ta new rồi, hoặc là một cái tên bảng là ra một cái đối tượng mới, đúng không ạ? Tên bảng thì chúng ta sẽ cho ra một cái đối tượng mới. Rồi các anh chị có thể là public subnew với một cái, ở đây là chúng ta là lỡ đặt tên mã số rồi, thì là ms is integer. Nêu cái đối tượng này
với lại một cái số nguyên, chúng ta sẽ gửi qua nó chính là một cái mã số. Ở đây là chúng ta phải có thêm tên bảng nữa, nêu cái tên bảng với lại cái mã số nha. Chứ còn mã số không thì không biết, tại vì ở đây chúng ta đang làm tổng quát mà. Tổng quát string. Rồi chúng ta sẽ có cái mã số, các anh chị có thể đặt tên mã số luôn cũng được, không sao đâu, tại vì cái mã số của tham số này với mã số kia nó khác nhau, rồi để cho nó rõ ràng. Còn có cái nào nữa hay không thì các anh chị sẽ phải suy nghĩ. Tôi chỉ các anh chị rất là nhiều cái kỹ thuật để mà nêu rồi, thì ở đây á là như là tôi có nói rằng là tôi sẽ là đóng vai trò cái người hướng dẫn, cái người dọn đường sẵn, nhưng mà các anh chị phải tiếp tục bổ sung nha. Tiếp tục bổ sung, tôi sẽ phụ với các anh chị trong cái phần online, nhưng mà tôi không có làm hết đâu. Tiếp tục bổ sung nha. Khi mà các anh chị có cái phần này rồi á thì là chúng ta tạo ra một cái lớp nào đó, ví dụ như chúng ta ép một cái là một cái class, chúng ta ép một cái class ở đây là chúng ta là có là cái xử lý khối chẳng hạn, đúng không ạ? Thì chỉ cần là trong cái class xử lý khối này mà các anh chị cho là inherit cái xử lý đối tượng thì lập tức rằng là cái gì đó đây, nó có phải có cái public subnew của nó. Nó nhắc nhở chúng ta thôi. Đây là chúng ta có thể là biến thành phần, nó chúng ta muốn đưa lên thêm cũng được luôn nữa, còn thôi chúng ta dùng chung nó cũng được. Chúng ta vẫn có cái phần biến thành phần này nha. Biến thành phần này đối với cái này thì là chúng ta có thể là tạm đủ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có cái region về cái khởi tạo đối tượng. Chúng ta sẽ làm liền đây thôi, public subnew là tạo ra một cái mới, các bạn. Thì cái public subnew này á, chẳng qua đó là chúng ta mybase, là chúng ta gọi đến cái lớp gốc của nó là chúng ta new với cái gì đây, new với cái tên bảng là khối, tức là tạo ra một cái mới là cái khối, được không ạ? New với cái tên bảng nó là khối, tạo ra cái lớp mới nó là lớp khối. Cái này là chúng ta sẽ ra được ngay một cái khối mới, ngay một cái mới mybase subnew thôi. Chúng ta sẽ tận dụng lại ở bên cái xử lý đối tượng này, là ứng với cái chuỗi tên bảng này nè, ứng với chuỗi tên bảng này. Còn ví dụ như là chúng ta sẽ lấy cái hàm, tức là khi này nó mới có cái tên bảng cụ thể, chúng ta public subnew với một cái mã số thì chẳng hạn is integer, thì là lúc này là chúng ta sẽ sử dụng lại mybase new, chúng ta gọi là hàm new này với lại là cái khối và là cái ms này, được không ạ? Còn cái hàm, tại cái hàm kế thừa này đó, những cái hàm này là chúng ta phải định nghĩa lại cái public subnew. Cái này thì nó là đơn giản, cái dòng ezrataround thì cái dòng này nó đúng của nó luôn nữa rồi, thì chúng ta chỉ cần cho là cái mybase chấm new cái dòng luôn. Đúng rồi, chúng ta không có cần phải gửi tên bảng, tại vì trong cái dòng nữa là nó có sẵn cái bảng luôn nữa rồi. Dòng nó có sẵn cái bảng luôn nữa, hiểu không ạ? Các anh chị có thể là lúc này chúng ta chỉ cần sửa lại chút xíu ở trong cái phần này thôi. Biến thành phần lúc này chúng ta thấy có cái chữ khối này nó giống nhau này gì nữa. Thì các anh chị có thể rằng là tạo ra một cái biến dùng chung. Chúng ta dùng chung, các anh chị đưa lên cái hướng đối tượng chung luôn cũng được luôn nữa. Còn không thôi ở đây á thì là chúng ta tạo ra một cái share, một cái share, một cái protect share tên bảng is string là bằng cái khối. Khi các anh chị làm như thế này á, để chi vậy? Để chỗ này là tôi đưa thành cái tên bảng, để là tôi làm cho nó lẻ thôi chứ gì hết trơn á. Tên bảng, thấy không ạ? Rồi tôi sẽ chép nó qua bên kia cho nó lẻ chứ gì hết trơn á, là cái tên bảng đó. Ba cái phần này á, là các anh chị khi mà chúng ta tạo ra một cái lớp mới như cái lớp á, xử lý lớp, chúng ta add một cái class là xử lý lớp. Thì các anh chị có thể đem cái xử lý khối này ở trong chuyện này, nguyên cái phần này ở đây, chúng ta có thể là nguyên cái phần này là inherit cái class này, chúng ta đưa vô đây đi chẳng hạn, qua cái class này đó, cho nó lẹ thôi chúng ta. Đó, chúng ta sửa lại cái phần này là lớp, là chúng ta có liền, được không ạ? Các bạn là lớp
mã số nó sẽ hơi khác chút xíu. Chúng ta muốn nó lấy là học sinh đi, chúng ta add cái class là xử lý học sinh. Chúng ta sửa lại đây là học sinh. Tất nhiên lúc này là chúng ta phải bổ sung những cái biến thành phần, tại vì nó không hiểu những cái phần khác rồi. Bây giờ họ tên giới tính là các anh chị phải bổ sung, là bổ sung các property khác. Nhưng mà không có đó thì là các anh chị sẽ thấy rằng là mình vẫn có thể làm được. Không có là chúng ta vẫn có thể làm được rồi đó, các bạn vẫn có thể làm được, tại vì chúng ta cũng có cái tên đó trong cái chuyện đó rồi. Tôi quay lại với lớp xử lý đối tượng. Ngoài cái phần này các anh chị đương nhiên là phải làm nha. Chúng ta sẽ phải làm cái bảng này. Cái này thì là dễ nè. Cái này là mi chấm dữ liệu của chúng ta đó, là bằng cái dòng, đúng không ạ? Còn nếu mà cái tên bảng này không á thì là các anh chị cũng dễ thôi, là chúng ta điêm cái bảng của chúng ta data, hoặc là chúng ta cho là mi chúng ta là chấm cái dữ liệu của chúng ta đó, nó sẽ bằng là xử lý dòng chấm là tạo dòng mới, hay không ạ? Dòng mới đó, đây là dòng mới chúng ta gửi qua nó là cái tên bảng, đúng không ạ? Chúng ta gửi qua nó cái tên bảng, đúng ngay cái tên bảng này luôn đấy nè. Đó. Còn nó có một cách nó kế thừa từ lớp xử lý dòng này thôi, nhưng mà tôi cân nhắc qua lại là cuối cùng là tôi không có hướng dẫn cho cái phần đó, đúng không ạ? Rồi còn new cái này với cái tên bảng và với cái mã số là như thế này, thì là chúng ta sẽ tạo ra một cái chuỗi lệnh, phải không ạ? Chúng ta dường như là chúng ta sẽ có mi chấm cái dữ liệu của chúng ta đó, nó sẽ bằng ra là cái xử lý dòng, dường như nó có một cái phần là chúng ta đọc thì phải ạ, xử lý dòng đọc chuỗi lệnh ha. Nó không có, tôi không có cái xử lý dòng là với cái mã số, không có sẵn cái phần đó thôi, không sao hết trơn. Không có thì chúng ta tạo ra cái chuỗi lệnh thôi. Này là đọc của nó thì đọc với cái chuỗi lệnh, đúng không ạ? Đọc với cái chuỗi lệnh cũng được. Đó, đọc với cái chuỗi lệnh. Thì đọc với cái chuỗi lệnh này á, thì là chúng ta phải tạo ra cái chuỗi lệnh, điền cái chuỗi lệnh. As a string. Nó sẽ bằng ra là select sound from cái tên bảng. From cái sao from cái chúng ta sẽ end với lại là cái tên bảng, các bạn. Thì sao from tên bảng. Rồi chúng ta sẽ que cái mã số của chúng ta bằng cái gì á, thì cái kỹ thuật này là các anh chị sẽ làm nó hơi khó hơn một chút xíu nha. Là phần này là chúng ta phải đọc cấu trúc ra để chúng ta lấy ra là cái tên cột của nó. Tại lúc này các anh chị chưa có cái gì hết trơn luôn nữa. Tôi tạm thời dùng cái phiên bản như thế này cho các anh chị thấy nè. Chúng ta đi một cái bảng tạm này nè. Is a data table, đúng không ạ? Nó sẽ bằng là xử lý bảng của chúng ta chấm là đọc, chúng ta đưa lên cái tên bảng này. Rồi chúng ta lấy là ở đây là nói là chỉ đọc cấu trúc thôi, rồi chúng ta cho nó là true luôn, được chưa? Từ này á, chúng ta mới đem ra là cái tên cột khóa, tên cái cột khóa is a string, nó sẽ bằng ra là bảng của chúng ta chấm cái column 0 chấm cái column name. Cái này là có thể sau này sẽ cải tiến nó có tên cột khóa. Thì lúc này là chúng ta mới cái chuỗi lệnh này chúng ta mới end bằng select sound from cái tên bảng, rồi chúng ta where cái gì đây, chúng ta end với lại là tên cái cột khóa, rồi chúng ta mới end với lại là cái dấu bằng, rồi chúng ta mới end với lại là cái ms này đó, được chưa? Đó. Cái phần này là chúng ta chỉ đọc nhanh một cái cấu trúc ra thôi, đọc nhanh cái cấu trúc thôi. Cái bảng này là bảng tạm. Thì nếu mà chúng ta cảm thấy phần này các anh chị có thể bổ sung vào trong cái xử lý dòng này cũng được luôn nữa. Đó, là xử lý dòng là chúng ta đọc với cái tên bảng và cái mã số, thì vô tới phần này thì các anh chị làm gọn hơn vậy thôi, đọc với cái tên bảng với cái mã số. Đó, thì nguyên cái đoạn này á, là các anh chị có thể bổ sung vào bên trong cái phần mà nth.bb này nè. Trong cái xử lý dòng này á, là chúng ta sẽ thêm một cái hàm đọc nữa. Thêm một cái hàm đọc nữa. Hàm đọc này là với cái chuỗi lệnh, đúng không ạ? Nó ra một dòng. Chúng ta sẽ thêm ra một cái hàm đọc nữa. Các anh chị có thể nếu muốn á, khỏi mất công á, public function
là chúng ta có cái độc với cái tham số của chúng ta là tên bảng is string, rồi chúng ta sẽ có là cái mã số is integer, nó sẽ trả về một cái data row. À, ví dụ là như thế, trả về data row. Thì nguyên cái đoạn ở trên này hồi nãy tôi đã có sửa cho các anh chị á, thì là chúng ta sẽ làm lại một cách gọn gàng. À, là chúng ta nguyên cái phần này là cuối cùng là thay vì mi chấm dữ liệu của chúng ta, nó chính là cái kết quả thôi. À, kết quả của chúng ta là chúng ta sẽ đọc cái dòng với lại cái chuỗi lệnh tương ứng đó, đúng không ạ? À, cái xử lý dòng ở đây chúng ta sẽ điền cái kết quả data row. Rồi chúng ta sẽ có đây là mã số, gửi qua thì nó là mã số, hiểu không ạ? À, thì ở đây thì là chúng ta sẽ có cái kết quả bằng, kết quả ở đây thì chúng ta cần đọc thôi chứ không cần là gì hết, đang đọc với cái chuỗi lệnh này, đúng không ạ? Rồi return cái kết quả. Đó. Thì có bổ sung thêm cái hàm này rồi, chúng ta chỉ cần build nó lại chút xíu thôi, đúng không ạ? À, rồi ở bên này là cái xử lý đối tượng này, lúc này các anh chị làm gọn hơn. À, chúng ta xử lý dòng bằng đọc và chúng ta gửi qua nguyên si cái phần này luôn, là phần tên bảng với lại là cái phần là mã số ms của chúng ta, nhưng mà có ms đó thì các anh chị thấy là nó sẽ gọn gàng hơn rất là nhiều. À, tôi hiếu chữ share, public share nha. Rồi xong, nó hiểu qua bên đây luôn nữa mà. À, có rồi, các anh chị thấy nó gọn gàng không? Chúng ta chỉ viết như đây thôi, hoặc là các anh chị viết dài nó cũng được luôn nữa. Rồi chúng ta vẫn tiếp tục bổ sung. Bây giờ cái xử lý tạo đối tượng khác á, là chúng ta sẽ có cái hàm tạo chuỗi. À, một cái mà chúng ta có thể dùng chung á, là tạo chuỗi mà tạo nhanh thôi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có là một cái public function là tạo chuỗi is a string, đúng không ạ? Thì chúng ta điền cái kết quả is a string, rồi các anh chị return cái kết quả. Thì thực ra phần này á, là các anh chị sẽ gọi lại thôi. Kết quả chúng ta sẽ bằng là xử lý dòng. À, tôi có cái phần tạo chuỗi trong này luôn nữa rồi, đúng không ạ? Là cái dữ liệu nó có sẵn hết trơn luôn rồi. Nhưng mà lúc này á, hồi xưa là chúng ta khi mà làm chúng ta phải gọi tới, còn cái này cái hàm này nó có sẵn luôn, nêu cái đối tượng này sẽ có sẵn luôn nữa, nó sẽ có sẵn sàng hết trơn. Tiếp tục các anh chị sẽ bổ sung tạo đối tượng khác là nó còn cái gì nữa nha. À, tiếp tục mỗi cái là tôi minh họa một chút thôi, tiếp tục bổ sung, đúng không ạ? Cái xử lý mà đọc ghi này á, cái xử lý mà đọc ghi này á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó y hệt giống như là ở bên phần này. Ở những cái phần này cái xử lý đọc ghi, xử lý đọc ghi là tôi để ở đâu vậy cha? À đúng rồi, tôi sẽ coi nó là bằng là cái điều khiển đối tượng đọc ghi này nè. À, khối hay lớp gì đó là chúng ta cũng có cái hàm ghi và hàm xóa này hết trơn. À, chúng ta các anh chị thấy cái này nó độc lập, chúng ta đánh Ctrl C này thôi là chúng ta đưa nó qua bên đây xử lý đọc ghi. À, và các anh chị xem coi là nó còn có cái phần nào nữa thì chúng ta vẫn tiếp tục bổ sung. Tôi đưa ra cái nền cho các anh chị thôi, tiếp tục bổ sung, được không ạ? Trong cái xử lý nhập xuất này của chúng ta đó, thì là ở đây chúng ta có thể là có những cái hàm xuất lên panel mà chúng ta hoặc là nhập trong panel, thì là chúng ta vẫn có thể là tái sử dụng lại theo dạng dùng của cái phần mà xử lý dòng, được không ạ? Chúng ta có thể public. À, chúng ta có một cái sub là xuất, đúng không ạ? À, chúng ta thể hiện e là một cái panel, đúng không ạ? Cái đối tượng này thì lúc này á là các anh chị sẽ gọi đến cái hàm là xử lý dòng, xử lý dòng chấm xuất. À, thì các anh chị thấy là ở trong này xử lý dòng chúng ta đưa qua cái dòng, thể hiện dòng là một cái control tổng quát luôn nữa cũng được. À, tức là ở đây chúng ta muốn sửa lại sửa tổng quát control luôn cũng được, control nó có chứa nhiều cái con luôn cũng được, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đưa vào cái dữ liệu, ngồi biết cái dữ liệu và là cái thể hiện của chúng ta, được không ạ? Rồi các anh chị có thể là có một cái public sub là nhập cũng được, nhập dữ liệu.
Nếu mà giả sử có cái đối tượng này á, là thể hiện chúng ta Asian Control, là các anh chị lại gọi tới cái xử lý dòng này. Lúc này tôi chuẩn bị sẵn cho các anh chị hết trơn rồi. Chúng ta là chấm nhập. Nhập á, là chúng ta sẽ đưa qua một cái dữ liệu là cái dòng và là một cái thể hiện đó, từ một cái control. Nói các anh chị vẫn tiếp tục bổ sung cho tôi nha. Mà một cái chúng ta có thể bổ sung được á, là cái phần mà chúng ta tạo cái phần biểu tượng á. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ cân nhắc nha. Cái này là tôi phải nói các anh chị rất là cân nhắc. Và các anh chị nếu là nắm vững á, là các anh chị cho cái xử lý đối tượng này kế thừa từ một cái biểu tượng nào đó. Ví dụ như là nếu mà chúng ta làm việc mà chuẩn luôn nữa là mỗi đối tượng chúng ta luôn luôn nó có một cái hình nào đó, thì chúng ta cho nó kế thừa từ picture box luôn. Nhưng mà làm như vậy thì tất cả những cái đối tượng mà chúng ta lớp học sinh khối hay là môn học phiếu thu nó đều phải có một cái picture box của nó hết trơn. Thì nó cân nhắc có nên hay không, phải không ạ? Thì đúng là cái thằng khi mà học cái thiết kế giao diện á, tôi có thể mở rộng ra thêm cái phần này là chúng ta kế thừa từ một cái user control, mà ở trên đó chúng ta có thể cho phép thay đổi cái dạng của nó được. Rồi thôi, cái phần nó nói bây giờ sớm quá. Đó. Lúc này thì các anh chị thấy rằng trong cái xử lý học sinh này của chúng ta là có rất là nhiều rồi đó nha. Có nhiều lắm rồi đó, phải không ạ? Xin lỗi, tôi đang nói lâu đây, ở đây. Chúng ta ví dụ chúng ta đem một cái lớp new xử lý lớp. Giả sử new đi chẳng hạn, với cái mã số của chúng ta là 1 đi chẳng hạn. Thì là lớp này của chúng ta chấm, thì các anh chị thấy là nó có nhiều lắm rồi. Nó có mã số nè, nó có tên nè, không ạ? Nó có xóa nè, nó có xuất rồi này nọ nè, có những cái hàm có sẵn cho chúng ta hết trơn. Không cần phải làm gì hết trơn luôn nữa ở trong cái chuyện đó. Nó là có sẵn hết trơn luôn nữa rồi đó, phải không ạ? Và nếu mà chúng ta ở trong này thì là các anh chị có quyền đưa cái về cái đọc cái danh sách đó, đọc cái danh sách đó. Thì là trong cái xử lý đối tượng này của chúng ta là chúng ta chưa có cái hàm ở xử lý, ở đây chúng ta có xử lý là ba cái xử lý này á, chỉ là xử lý ở cái mức đối tượng thôi. Đây là khởi tạo đối tượng nha, đây là khởi tạo đối tượng, đây là cái biến thành phần, phải không ạ? Đây là cái biến thành phần, cái này có thể có inherit hay không, khởi tạo là riêng nè ha. Ba cái xử lý này là xử lý ở cái mức đối tượng, còn lại á chỉ là xử lý ở cái mức lớp chúng ta không có. Thì các anh chị có thể bổ sung vô trong phần này cái phần xử lý ở mức lớp luôn cũng được luôn nữa. Đó, xử lý ở mức lớp, nhưng mà cái xử lý mức lớp lúc này á làm việc thì là nó cũng hơi vất vả đó. Vậy nó phải tạo ra được đúng cái đối tượng, nó phải tạo ra đúng cái đối tượng mà chúng ta đang xét thì là mới được. À, đúng cái đối tượng chúng ta mới đang xét rồi. Thôi chúng ta sẽ tạm ngưng ở đây. Các anh chị có thể ứng dụng cái phần của tôi thiết kế như thế này á, lắp vô một cái bài cụ thể rồi từ từ các anh chị mở rộng ra, từ từ các anh chị sẽ mở rộng ra những cái tối thiểu đó, chứ còn giờ suy nghĩ liền á nhiều khi cũng không biết rằng là sẽ đưa cái nào lên thêm. Nhưng mà chúng ta có thể làm minh họa một chút xíu ở trong đó, đưa ra một cái đối tượng là chúng ta có thể xuất nó lên hồ sơ hay là làm chuyện gì đó, các anh chị thấy là làm được hết. Tại cái đó mình kiểm chứng qua cái lớp xử lý dòng trước rồi, hiểu không ạ? Rồi chúng ta tạm ngưng ở đây trong phần này.